giáo viên tốt và giáo viên xấu sẽ khác nhau như thế nào đây? Mà các cậu đừng quên ấn đăng ký kênh Lớp Học CQ để đồng hành cùng bọn tớ trong buổi học ngày hôm nay nha. Yes. Ba Minu, em đứng đấy làm gì? Không mau vào lớp đi. Em vẫn chưa hiểu ạ. Thế để cô giảng lại cho em nhé. Vâng ạ. Monday là thứ hai, thứ ba là Tuesday, thứ tư là Wednesday. Em đã hiểu chưa? Chưa. Cô ơi, để em dạy cho lại em đi đâu ạ? Em đi đâu? Cậu thật là xấu xa. Thôi, không sao đâu ạ. Với các thẻ bài chức năng đầy màu sắc giúp AnyDoc có thể vừa học vừa chơi, cải thiện trình độ tiếng Anh một cách nhanh chóng. Yeah! Wow! Chưa hết, vào dịp Giáng sinh này khi mua một bộ LeoLeo chinh phục tiếng Anh sẽ được tặng một set quà Santabox bao gồm hơn 10 phần quà vô cùng hấp dẫn luôn. Một combo đồ dùng học tập chứa 2 bút, 1 sổ, 1 tẩy, 1 thước, 1 gọt bút chì, 1 tất ấm áp, 1 cây thông sáng tạo, 3 khẩu trang Giáng sinh và 1 bộ sticker. Wow! Đây chính là giải pháp mà cô cần. Vậy mua ở đâu? Các cậu có thể đặt mua bộ LeoLeo chinh phục tiếng Anh tại trang web leoleo.edu.vn. Các bạn ơi, còn chần chừ gì nữa mà không đặt mua ngay để nhận được set quà Santa từ ông Noel. Yeah! Yes. Các anh các chị, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi luôn nha. Đi thi điểm kém là tôi không chịu trách nhận đấy. Em nói cô, không hiểu ạ. Người trong lớp thì lớp A là cô. Tôi giảng bài từ nãy mà không hiểu à? Không ạ. A few minutes later. Cô giảng em đã hiểu chưa? Chưa. Thế bây giờ cô giảng lại lần cuối này. Một quả trứng cộng một quả trứng thì bằng mấy quả trứng? Mấy quả trứng? Mấy quả trứng? Bằng không à? Tôi giảng đến thế rồi mà vẫn bằng không à? Vì quả trứng đã tan hết rồi à? Không biết gì mà không? Em đi đâu? Không hiểu. Không hiểu. Được, giỏi lắm.
lớp nghỉ nhá. Yes. Hả? Thôi được rồi, 2 tuần thôi đấy nhá. Vâng ạ.
bọn mình hiểu nhầm cô giáo rồi các cậu ạ. Tớ hiểu rồi. Các cậu ạ, thầy cô có thể hiền dịu, cũng có thể nghiêm khắc, nhưng thầy cô nào cũng luôn yêu thương và hết lòng vì học sinh. Yes. Vậy nên là các bạn hãy nhớ nghe lời thầy cô và chăm chỉ học hành nhé. Thầy cô. Mau chóng bấm đăng ký kênh để channel lớp học CQ mau chóng đạt 100.000 sub nhé.